Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 27 tháng 6 2022. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, ngày 27 tháng 6 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và cũng là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 6, tháng Thánh Tâm. Chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới vui tươi, bình an trong lòng Chúa thương xót. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 13 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ A-mốt chương 2 câu 6 đến câu 10, câu 13 đến câu 16. Bài trích sách ngôn sứ A-mốt: Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên ngay bên mọi bàn thờ. Và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta, trước kia ta đã từng diệt trừ người Emori khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường, để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, chàng dũng sĩ cũng không thoát chết, người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu. Người cưỡi ngựa cũng không thoát chết, người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, găng mà hiêu cho tường. Thanh trì của ta, tại sao ngươi thường nhắc nhớ? Mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều sơ dãy. Lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm cũng lại thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều sao tra. Hễ ngồi lê là bới sâu anh em, và bêu diêu cả người ruột thịt. Ngươi làm thê, chẳng lẽ ta thinh lặng? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, găng mà hiêu cho tường. Kéo rồi ta xe nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ, sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 8 câu 18 đến câu 22. Matthew 8 18 đến 22.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe mỗi ngày, từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy, thường có bài đọc một. Bài đọc một có khi trích trong sách Tân Ước, có khi trích trong sách Cựu Ước, rồi tới đáp ca. Đáp ca là những thánh vịnh. Rồi tới bài tin mừng hay là phúc âm, có Matthew, Marco, Luca và Gioan. Đó là ngày thường. Ngày thường thì bài đọc một chúng ta có năm chẵn và năm lẻ. Năm chẵn tức là bài đọc một có năm chẵn, chứ năm nay là năm 2022 gọi là năm chẵn, hoặc là năm vừa rồi 2021 là năm lẻ. Còn tin mừng ngày thường không thay đổi, ngày nào tới ngày đó là đọc bài tin mừng đó. Còn Chúa Nhật thì chúng ta có năm A, năm B và năm C. Ví dụ năm nay là năm C 2022, sang năm thì năm A 2023, năm B 2024, rồi cứ thế ABC ABC. Ngày Chúa Nhật thì chúng ta nghe có bài đọc một là trong sách Cựu Ước, rồi đáp ca trích trong Thánh Vịnh. Bài đọc hai trong sách Tân Ước và Tin Mừng, hoặc là Matthew, Marco, Luca hoặc là Gioan. Sau khi chúng ta nghe bài đọc một rồi, ngày thường cũng như Chúa Nhật, kế tiếp là Thánh Vịnh, gọi là đáp ca, là lời mà con người đáp trả lại khi mình nghe lời Chúa. Bài đọc một tôi nghe rồi, bây giờ tôi đáp trả lại lời Chúa như thế nào bằng đáp ca. Rồi sau đó là Alleluia, câu sướng chúc phúc âm. Nếu mà mùa chay và mùa chay thì không có Alleluia, còn bình thường thì Alleluia và câu sướng chúc phúc âm, rồi sau đó là bài tin mừng. Đó, thưa anh chị em, chúng ta đi tham dự thánh lễ thì có phần phụng vụ lời Chúa là như vậy, sau đó là phần phụng vụ thánh thể. Vì thế mà anh chị em thấy rằng là phần phụng vụ lời Chúa đó, mình không có thời giờ để mình nghe nhiều được, nghe cắt nghĩa từ bài đọc một đáp ca và rồi tới tin mừng. Nếu mà cha nào làm như thế thì sẽ bị than là Giêsu ơi, ba bài giảng khổ lắm. Cho nên các cha cũng rất là ngại, mà nếu không thì cảm thấy nó thiếu. Tạ ơn Chúa vì chúng ta tham dự những buổi chia sẻ lời Chúa như thế này, không trong thánh lễ, cho nên mình không bị giới hạn vào thời gian. Có mấy anh em nói anh Long ngày nào cũng giảng mà tới nửa tiếng đồng hồ mà không chán à, không mệt à, mà người ta nghe không sao à? Bảo không sao, vì lý do là không phải trong thánh lễ, không phải trong nhà thờ. Họ có thể họ nghe bất cứ lúc nào. Đa số những anh chị em ở nước ngoài lái xe hơi đi làm, trung bình từ 30 phút cho đến 1 tiếng, thì lúc đó vừa nghe chọn được bài giảng, bài chia sẻ. Đi về nghe được lần thứ hai, bảo đỡ lắm cha, cũng tỉnh ngủ, rồi cũng đỡ buồn. Có khi ngồi cha kể cho hát, cho nói chuyện thì con cũng đỡ. Hoặc là có người đi làm vườn, mấy anh chị em ở miền quê, có ai cũng xin cái máy để đi làm vườn. Ra vườn thì treo cái máy lên ngọn cây, cành cây rồi thì xung quanh nghe. Rồi đến 3 giờ chiều là họp nhau lại, mở máy ra rồi cầu nguyện, vừa hát vừa cầu nguyện, chuỗi lòng thương xót. Cho nên là thấy thưa anh chị em, có nhiều giờ để chia sẻ với anh chị em, nó cặn kẽ hơn. Có người nói thường chúng con ít khi được cắt nghĩa bài đọc một lắm, nghe bài tin mừng thôi mà chỉ có 5 phút hoặc 10 phút tối đa, thì đâu có nghe cho đủ, các cha không có đủ thời giờ. Thôi, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa có cách để đem lời của Chúa đến cho con cái Chúa.
Và bây giờ thì các nước ở trên thế giới, rất là nhiều người Việt Nam, họ chẳng cần phải về Việt Nam nữa, nhưng mà vẫn có thể hàng ngày nghe được lời Chúa. Cho dù họ đến một đất nước nói tiếng Tây Ban Nha, nói tiếng Bồ Đào Nha hay nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, thường người không hiểu được đâu. Nói thật ra thì ngay cả chúng tôi đi nữa, vẫn nghe lời Chúa hàng ngày đấy, rồi cũng nghe, cũng học ngoại ngữ đấy, nhưng mà đi tham dự thánh lễ làm sao mà nghe mà hiểu cho thấu được, khó lắm. Nó không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Chỉ một số các em sinh ra hoặc lớn lên từ đất nước đó thì họ mới hiểu nổi. Còn những người lớn mà chúng con nghe như vịt nghe sấm với thưa cha. Nhưng mà may quá, nghe cha dọn trước cho chúng con một ngày, nghe xong hôm sau đi lễ thấy nó khoái, thoải mái, hiểu được Chúa muốn nói cái gì. Tạ ơn Chúa, cũng cảm ơn những anh em cộng tác, những anh em trong nhóm truyền thông đã vất vả, thực sự là vất vả, phải hy sinh lắm. Nhưng mà nếu mà anh em biết được rằng là những cái hy sinh của anh em nó có giá trị, thì những giọt mồ hôi mình đổ ra, mình thấy vui lắm. Vui lắm vì việc mình làm có ý nghĩa. Đâu phải cuộc sống mình chỉ có đi kiếm tiền, có những cái hơn cả đồng tiền nữa, nó vô giá. Giá trị của những giọt mồ hôi nó vô giá, là đem lời Chúa gieo trong nước mắt mà gặt trong hân hoan, trong vui mừng. Cho nên hôm nay nghe đáp ca, đáp ca trong Thánh Vịnh 49, trích từng câu từng câu từng câu, có những cái điều mà chúng ta thấy rất đúng. Thánh chỉ của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi. Nhưng chính ngươi lại ghét điều sử dạy, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Giống như là bố mẹ hay là ở trên nói dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, 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 vâng. Rồi sau đó là vứt bỏ sau lưng tất cả những lời chỉ dạy, những lời hướng dẫn. Giống như mình đi tham dự thánh lễ nghe giảng, nghe lời Chúa xong, hay là tham dự buổi cầu nguyện, phấn khởi lắm, mà sau đó thì vứt bỏ sau lưng, để tôi làm chuyện của tôi, theo cách của tôi, theo ý của tôi. Còn lời Chúa, lời nhắc nhở, lời rao giảng, lời giảng dạy, lòng thương xót với không xót thương, để hết lại, vứt bỏ sau lưng. Đọc đây tôi thấy, nếu anh chị em mình để ý nghe thấy có ý nghĩa lắm. Rồi gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm cũng lại thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá. Đúng không? Đúng không? Chờ đúng. Đúng quá đi chị. Tức là xét thấy bản thân mình, những người mà làm xấu mình dễ hùa theo họ lắm. Còn những người làm tốt mà nói mình nghe vậy nhưng mà khó. Không tin anh cứ tí nữa anh về nhà, anh bảo chiều nay đi chầu lòng thương xót Chúa, với lại đi chầu nhậu. Anh người ta gọi chầu nào? Chầu nhậu. Rất dễ, rất dễ, thấy không? Hoặc là bây giờ đi ngồi hát karaoke với hát thánh ca, họ đi hát cái gì? Karaoke. Với gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn dân dâm cũng lại thông đồng. Rồi thì miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tức lưỡi đặt điều xảo trá. Hễ ngồi lê là bới xấu anh em, đúng không? Và bêu díu cả người ruột thịt. Đấy, lời Chúa trong Thánh Vịnh ngày hôm nay, Thánh Vịnh 49, nói đến lòng dạ của con người. Miệng lưỡi khủng khiếp lắm, ba tức lưỡi đặt điều xảo trá. Hễ ngồi lê, cho nên người ta mới bảo là đi bán gì, bán dưa lê là như vậy đó. Hiểu chưa? Hiểu chữ dưa lê là như vậy chưa? Là ngồi lê mách lẻo. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc đi nhắc lại, ngồi lê mách lẻo là cái tội làm phá nát đời sống cộng đoàn, làm cho những mối tương quan nó bị bể nát hết, vì cái tội ngồi lê mách lẻo. Hễ ngồi lê là bới xấu anh em, và bêu díu cả người ruột thịt nữa. Bêu díu cả người ruột thịt ấy, ngồi phê bình các thầy, các cha, các sơ, bêu díu. Rồi bêu díu người ruột thịt,
chồng, vợ, con cái, anh em gì bêu díu nhau hết. Cho nên ta mới bảo là nhàn cư vi bất thiện. Ngồi nhàn rảnh rỗi không biết làm gì là bắt đầu sinh tội, sinh tật. Anh ra cái ngồi quán cà phê coi, gọi là cà phê cà pháo, cà phê dê ngỗng, nó gọi là cà phê dê ngỗng. Ngồi bắt đầu tán chuyện này, tán chuyện kia. Mày có thấy ông cha thế này không? Thấy bà sơ thế này không? Thấy. Làm cứ như là hai ông quan tòa ngồi để mà kết án những phạm nhân ở dưới. Mà thực ra mình có là gì đâu. Mình cũng chỉ là người đi uống cà phê thôi mà. Khó gì đâu. Ngồi như là thánh sống phán vậy. Đúng không? Người này đúng, người kia sai, người này tội nặng, tội nhẹ. Hai ông ngồi phán với nhau. Cuối cùng, còn mày sao mày? Tao như giống, cũng giống vậy. Còn mày sao? Tao có khác gì đâu. Vậy thì hay nãy giờ hai đứa mình làm gì? Mình đang tự kết án chính mình. Tự kết án chính mình. Sao mà cứ thích ngồi lê đô mách chi vậy? Tôi một ngày tôi cố gắng để không có lúc nào rảnh. Và gặp gỡ nhau chia sẻ thì chỉ nói cái gì cần thiết mà thôi. Cái gì cần nói. Nói vui nói. Còn nói những chuyện người vắng mặt thôi. Phê bình chỉ trích thôi. Mình nói lái sang chuyện khác. Mà có những người thì cứ thích như vậy mới chịu được. Không nói không chịu được. Bọn mình nói là để làm gì? Nói cho nó sướng miệng. Nếu có miệng tao, tao nói. Còn nó nghe không nghe, kệ nó. Chết rồi. Mình nói xấu người ta giống như là mình cầm nắm bông gòn. Mình tung mà gió nó thổi bay. Tứ tung đi, hốt được không? Không hốt được. Thì lời mình nói xấu người khác cũng vậy. Bêu díu người khác cũng vậy. Nó tung đi rồi không hốt được. Cho nên là nếu đúng ra về đức công bằng, mình lỗi đức công bằng về vật chất và lỗi đức công bằng về tinh thần. Mà ta chỉ nghĩ rằng lỗi đức công bằng về vật chất thôi. Anh, của anh lấy tôi đôi dép phải không? Lỗi đức công bằng. Bây giờ một là anh phải trả lại, hay là anh phải xin. Không cách nào khác. Thế phải anh đi xưng tội là hết. Nếu mà đi xưng tội là hết thì rủ nhau đi ăn cắp xong đi xưng tội cho rồi. Vậy thì có phải là mình thông đồng với kẻ ác không? Kẻ gian không? Anh xưng tội. Muốn hết tội thì phải đền. Mà đền nó phải trả lại người ta. Trực tiếp, gián tiếp. Cách nào đó thì phải trả lại cho người ta. Hoặc không thì xin người ta. Nếu người ta chết rồi thì anh phải làm bác ái để bù lại thôi. Để cầu nguyện cho người đã chết. Nhưng mà còn cái lỗi đức công bằng về mặt tinh thần nữa. Đôi khi người ta quên. Anh nói xấu tôi. Danh dự của tôi bị anh bôi nhọ. Tiếng thơm, tiếng tốt của tôi bị anh bêu díu. Vì làm sao? Anh đi thưa cha con nói xấu trả lòng. Xong chưa? Chưa. Anh phải nói lại. Hôm qua tôi nói vậy chứ mà không phải, chán không phải như vậy đâu. Anh phải nói lại với người ta. Với những người mà anh nói mà bây giờ anh biết là anh nói cho anh Đạt. Anh Đạt có im không? Này mẹ mày này nhá, hôm nay tao nghe thấy ông này ông nói này 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 đấy. Rồi vợ anh Đạt nghe vậy. Im không? Mai ra chợ Tân Bình. Nói ra chợ Tân Bình. Úi dồi ôi, bà có biết không? Đang bắn ế mà. Bán đắt hàng này thì vội quá lo đếm tiền thì không kịp nó nói xấu. Nhưng mà cứ ế ngồi dài ra, chảy ra thì bắt đầu ngồi. Bà có biết không? Hôm qua tôi mới nghe nhà tôi nói mà nhà tôi nghe đích danh đấy nha. Nghe tôi nói trực tiếp đấy nha. Rồi cái bà bán hàng xong, nghe hàng xong, êm chưa? Chưa, về nhà làm gì? Về nhà lại nói lại cho chồng. Ui bố mày có biết không? Ui dồi mày, tao đi chợ tao nghe mẹ kêu nó nói, nghe nó trực tiếp đấy nha. Rồi bố mày nghe xong, bố mày êm chưa? Bố mày ra quán cà phê làm sao? Này, bố đi. Ui, tôi nói ông nghe này. Cái ông Trà Long thôi mà. Vợ tôi nghe trực tiếp đấy nha. Cứ như thế. Rồi ông kia lại về lại nói chuyện với vợ. Cứ một cái vòng xoay, cuối cùng quay ngược lại chính cái người đầu tiên mới nói. Mà kiểm tra lại mình nói ít thì nó xít ra 10 ra 100. Cứ kiểm tra lại thử coi. Cho nên hễ ngồi lê là bới xấu anh em và bêu díu cả người ruột thịt. Nghe đây, ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng? Chúa nói, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Nghe rõ chưa? Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách. Những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Khiển trách và vạch rõ tội của ta.
Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường. Kẻo rồi ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Nhớ chưa? Tôi nghe xong bỗng giật mình. Wow, thường đáp ca thì mình cứ nghe khi các đoàn hát rồi cũng chẳng hiểu họ hát gì. Mình người nghe người đọc cũng chẳng biết hiểu đọc gì. Bây giờ đoạn đọc lại từng câu từng chữ không. Tôi xét mình thấy đấm ngực. Chúa ơi, Chúa mà không thương xót con thì ta xé nát, không còn ai cứu thoát được đâu. Chúa còn để tôi đến bây giờ, còn để tôi còn phát âm thành được lời, nói lên tiếng. Nếu không, bây giờ tất cả những người mà đi nói xấu người khác cầm hết, thế này còn ai nói được không? Ủa sao hôm nay không thấy cho Long giảng mày? Cầm rồi, tiêu rồi. Sao vậy? Cái tội nói xấu người khác cho cầm hết. Rồi bà sao? Còn cái chị kia sao? Cầm hết. Anh chị em cứ suy nghĩ đi, có phải lòng thương xót Chúa không? Có phải lòng thương xót Chúa không? Rồi nào nghĩ xấu cho người khác, chẳng nghĩa ta làm thinh ư? Người nghĩ xấu, tâm thần hết. Mưa, làm cứ thấy cười buổi trưa mà yêu màu tím là biết rồi đấy. Là tiêu rồi, cái tội nghĩ xấu cho người khác là thằng nào cũng cứ với nhau hết. Coi chừng càng những người mà nhìn có vẻ đạo đức, càng có chức tước địa vị, có chừng lại càng bị tâm thần đầu tiên không chừng. Vì nghĩ xấu cho người khác. Ngươi làm thế mà tưởng ta lặng thinh sao? Ráng mà hiểu cho tường, cả rồi ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Nhưng hai câu cuối: kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Đó, lòng thương xót đó. Dâng lời tạ ơn làm hy lễ. Lạy Chúa con không có gì dâng Chúa. Lời tạ ơn là hy lễ. Đôi khi ta dâng tưởng rằng mình dâng cúng này, dâng cúng kia rồi ghi tên trên bảng vàng ân nhân, ân nhân, ân nhân. Hãnh diện vì cái đó. Không. Lời tạ ơn làm nghi lễ mới làm hiển danh Chúa. Chứ còn mình nêu lên bảng vàng, lấy cái bảng ân nhân chỉ có vinh danh mình mà thôi. Không hiển danh Chúa. Hết sức cẩn thận. Ai không thích có tên trên bảng vàng, trên danh sách ân nhân, dân cúng. À, có đứa nói nhà con thì khó khăn, mà mẹ con thì bao nhiêu bảng treo đầy nhà ấy trời. Có bao nhiêu treo hết, con cháu chẳng được cái gì cả. Bà bảo bà mua nước trời. Không, dâng lời tạ ơn làm hy lễ. Và như vậy thì làm hiển danh Chúa. Chứ không phải là có bằng treo đầy nhà là mà hiển danh Chúa rồi, làm hiển danh mình, toàn thấy tên mình không, đúng không? Tôi đến nhà ông tôi thấy to lắm phải không? Gật đầu phấn khởi lắm, khỏe. Mấy gái, ba cái, photo phóng to ra, photo màu nữa chứ. Thế chứ. Ông này đến thấy nó ba cái, mình làm mấy cái? Năm cái. Ông kia, bảy cái. Còn anh kia, mười cái. Cứ vậy đua nhau thôi, cứ làm hiển danh mình thôi. Còn ông này thì ngồi nãy giờ buồn. Sao buồn vậy? Con đâu có cái nào đâu. Sao vậy? Con có gì đâu mà đóng góp mà được cái nào? Thì về anh đánh máy anh dán lên trường tưởng không được cái gì đâu. Photo xong rồi sửa tên lấy dán lên xong rồi tên trường đâu. Mà con không biết làm, mày không biết làm. Anh mày làm anh chết chắc rồi. Làm xong ta đến bảo sao không có sổ đây, anh đóng 50 triệu đâu có thấy sổ đâu, rồi nộp tiền đây. Để ông Tàn luôn bán nhà đi mà lấy bằng. Đó mà buồn, hết buồn chưa? Hết buồn chưa? Hiểu chưa? Chúa tôi nãy giờ cứ ngồi mặt cứ chảy ra. Đấy thưa anh chị em, mình đọc như vậy mình thấy không dễ. Ai sống đời hoàn hảo ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Sống đời hoàn hảo được hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Cho nên khi mình đi theo Chúa,
Khi mình đi theo Chúa, thưa anh chị em, thường anh mở công ty, anh quảng cáo là điều kiện tuyển công nhân là thế này, thế này, thế này. Tuyển giám đốc là thế này, thế này. Tuyển thư ký là thế này, thế này. Anh nói những cái điều kiện ưu tiên, ưu đãi để cho người ta khoái người ta vào, đúng không? Nộp. Tôi thấy chẳng ai như Chúa. Chúa thôi, Chúa làm cái này chắc Chúa chết. Quảng cáo đi chiêu mộ môn sinh, chiêu mộ học trò. Mà thấy một kinh sư đến, thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Tốt quá rồi, tốt, vào đây con, tên gì? Đi làm lý lịch thế này thế khác, vào đây. Còn nào nữa không? Kia, vào đây, vào đây, vào đây. Ta đến ta xin đi theo, mình đang đi tuyển mà, Chúa đang chọn các môn đệ, các tông đồ mà. Vậy mà Chúa trả lời câu chết guốt. Anh nghe này, anh có đi không? Anh muốn đi phải không? Nghe nha, điều kiện này. Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Thôi thôi, con lạy bố, thôi cho em xin. Tưởng theo đại ca có gì cho em ăn theo ăn bám, chứ còn đại ca không có chỗ tựa đầu thì em còn biết tựa vào ai? Em tựa đại ca rồi, đại ca tựa ai? Tao không có chỗ tựa đầu. Thôi, cho nên đâu có mấy người đi theo Chúa đâu. Nhưng mà Chúa là người nói thẳng, nói thật, nói trước. Giống như một số các bạn trẻ đến với tôi, mới cho giảng rồi cho nó cầu nguyện cho ơn gọi hay lắm, rồi con muốn xin đi tu. Bạn nữ phải không? Bạn muốn tu dòng nữ phải không? Tôi nói cho bạn biết, dòng nữ có cái này, 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 này. Mùa đó cũng ganh nhau lắm ấy nha, cũng bè phái lắm ấy nha. Mùa đó mà cũng phân biệt chủng tộc lắm ấy nha. Liệu có chịu nổi hay không? Thì Suma, con tưởng ở ngoài thế gian chứ bên trong nó cũng vậy hả cha? Vẫn là con người mà. Cho nên họ mới đi tu chứ. Tu là sửa. Họ cũng như tôi, cũng như chị thôi. Tôi cũng như bạn thôi. Còn tệ hơn bạn nữa, cho nên tôi mới phải đi tu để tôi sửa. Chứ không phải tôi ngon rồi tôi mới đi tu. Có đâu. Có ai thấy người đi tu ngon chưa? Chưa ngon mới đi tu. Cho nên tôi nói trước như thế. Bạn muốn đi tu vào chủng viện phải không? Đây này, chủng viện cũng thế này. Vào dòng nam phải không? Dòng nam cũng thế này. Cũng bè phái vậy. Cũng nói hành nói xấu vậy. Cũng ganh tị nhau vậy. Rồi cũng người giàu thì được ưu đãi. Rồi người có nhất thân nhì thế. Thế thôi. Còn thấp cổ bé miệng thì cứ ráng mà chịu thiệt thôi. Được khuyên là vậy thì nên thánh con à. Đi không? À, trời ơi, con tưởng đi tu để đổi đời chứ, để bố mẹ con bảo thôi ráng thì con đi tu để bố mẹ được làm ông bà cố chứ. Con thấy cha con vừa mới chịu chức có cái xe hơi, con nghĩ là đi tu là cứ chịu chức để có xe hơi chứ. Con thấy ở máy lạnh thì xu nhà con nó nóng, con vô phòng khách cha nó lạnh rồi sướng cả người đi. Con tưởng đi tu để vô máy lạnh chứ. Thì con thấy đi đâu cũng có người vỗ tay chào vòng hoa, con tưởng đi tu được như vậy chứ, con mới đi chứ. Giê-xu đi như cha, Chúa tôi cứ khoai lang với chân đất, với lại thì không có chỗ tựa đầu gì. Vô thăm cha giáo điểm con thấy chán thì chẳng muốn đi tu nữa. Mỗi cái phòng thì vừa nhà khách, vừa nhà bếp, vừa nhà kho, vừa nhà vệ sinh, mọi cái nằm hết trong đó này. Chúa tôi tu cái gì không biết nữa. Tu thì tu làm cái gì cha? Đấy. Thế không? Bạn khác, thưa cha, con tình nguyện đi làm thiện nguyện viên, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Được rồi, tuần tới đi công tác bác ái, vô găng tay, rồi má phấn mua son, rồi kem chống nắng, rồi váy chống nắng, rồi đủ thứ chống nắng. Bảo đi đâu đây? Bảo con đi thiện nguyện làm gì? Công tác bác ái, công tác bác ái ở đâu? Chứ vùng sâu vùng xa. Đi đi du lịch chứ đi công tác cái mặt này à? Tưởng tượng coi, người ta nắng nôi cả đời người ta không sao, mình mới đi một bữa là nó kem chống nắng, với lại váy chống nắng, với lại áo chống nắng, với lại kiêng râm kiêng cái chói mắt. Thôi rồi, xin mời bà đi về dùm đi nhá, đi ra Phú Quốc hay là lên Bà Nà gì để mà đi du lịch đi, bỏ tiền ra mà đi. Đây không phải là du lịch miễn phí rồi mà đến mà con lại tưởng vậy, con đi chỗ này chỗ kia cho nó biết, đi cho biết miễn phí ứa mơ. Cho có nhiều bạn bỏ cuộc,
Có nhiều bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa chịu không nổi, bảo con chịu không nổi cha ơi, mà thôi thì lời Chúa mời gọi ta như thế và Chúa đã sống như thế. Và Chúa nói Faustina là đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người đời và đừng cậy trông vào quyền lực của thế trần. Có những người bảo, cha cứ như thế này thì suốt đời lận đận, mà bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đi theo Chúa mà phong trần thì phải phong trần thôi. Thầy như thế nào thì trò như thế chứ, sư phụ sao đệ tử phải vậy chứ. Sư phụ ra múa võ, trời ơi đệ tử bảo trời ơi thầy võ nghệ giỏi quá, thầy cho con học với. Ra gánh nước, gánh nước xong đi bổ củi, bổ củi xong bắt đầu đi ra chặt cây. Thầy 3 tháng đến học võ mà thầy không có dạy cho một cái món mốt nào cả, tuyệt kỹ nào cả, để con một phát là nó chết chứ. Thằng nào nó đụng cái con là một trưởng chứ. Tưởng được trưởng một phát là nó chết là dễ lắm mà. Thử đánh coi, con chó còn chưa chết mà con vì mèo còn chưa chết mà nói người chết gì. Muốn vậy thì 3 tháng nữa gánh nước, bổ củi, chặt cây để có sức khỏe luyện, thao luyện. Thầy học này là 30 năm rồi, con mới đến 3 ngày mà con đòi 3 năm bằng 3, 3 ngày bằng 3 năm, 30 năm hay sao con? Đấy, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường khổ luyện, con đường khổ nhục, con đường gian nan vất vả. Đi không? Gật gật thì hát to lên, nói dám nó mạnh thì nói mạnh lên. Đi không? Đi vào con đường lòng thương xót. Con đường lòng thương xót. Vâng, con đường lòng thương xót. Con đường không có nơi tựa đầu, chỉ cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi, không cậy dựa vào gì khác. Và thưa thầy, để con đi theo nhưng mà con về con chôn cất bố con đã. Chúa nói sao? Anh cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Kẻ chết chôn kẻ chết, anh nghe có xuôi tai không? Tại sao không xuôi tai? Chết rồi sao chôn? Phải để kẻ sống chôn kẻ chết chứ phải không? Chúa lại bảo kẻ chết chôn kẻ chết là sao? Rõ ràng Chúa không nói là mình không có hiếu, mình không kệ bố, chết thì kệ bố. Không, kẻ sống về chôn kẻ chết, con cứ về chôn kẻ chết. Nhưng mà Chúa bảo kẻ để kẻ chết chôn kẻ chết nghĩa là chuyện thế gian thì để thế gian lo. Kẻ chết với kẻ chết là thế gian, để thế gian lo. Ý là như thế. Còn con theo con đường lòng thương xót thì cứ lo chuyện loan truyền lòng thương xót, cứ bước đi trong thương xót. Đó, còn ai bước đi trong tiền bạc thì để kẻ chết chôn kẻ chết. Bước đi trong danh vọng thì để kẻ chết chôn kẻ chết. Người danh vọng thì đi tìm danh vọng, người ham tiền thì đi tìm tiền, là kẻ chết chôn kẻ chết. Nắm vững không ạ? Chứ bảo sao Chúa kỳ quá. Hôm giờ tôi đọc tôi cũng nghe thoáng thoáng, bảo ừ, có nghĩa là thôi cứ kệ đi, bố mẹ chết cứ nằm đó rồi, rồi cứ đi theo Chúa. Không, trong nhà dòng cũng vậy, chết được về chôn không? Được chứ, có khi cho về cả tuần ấy chứ. Chưa chết mà bệnh nhà dòng còn cho về để chăm lo mà cả năm trời ấy chứ. Như bản thân tôi chẳng hạn, mẹ tôi như thế, giám đốc vẫn nói chịu khó về thăm bà cụ đi. Đức Tổng cũng nhắc cha về thăm bà cố dùng nhé. Đâu phải bảo để kẻ chết chôn kẻ chết. Nhưng không bận tâm chuyện thế gian, chuyện thế gian thì để thế gian lo. Còn mình thì lo cái gì? Mình thì lo cái gì? Lòng thương xót. Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta mở trang 68 cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Trang 68, Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, cùng nhau hát bài Tin Tưởng Vào Phó Thác. Đấy, tin tưởng vào phó thác có nghĩa là chấp nhận đi theo một Chúa không có nơi tựa đầu. Tin tưởng vào phó thác, đi vào con đường lòng thương xót là để kẻ chết chôn kẻ chết. Chuyện thế gian thì thế gian lo, còn ta lo chuyện của Chúa. Con đường lòng thương xót, con đường loan báo tin mừng lòng thương xót với trọn niềm tin tưởng và phó thác. Thank you.
từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 26 tháng 6, Thánh Pelagio. Ngày 27 tháng 6, Thánh Cirilo Alexandria, Thánh Minh và Thánh Triệu. Từ đạo Việt Nam. Lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai sự nghiệp nay thất bại. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 26 tháng 6, Thánh Pelagio. Ngày 27 tháng 6, Thánh Cirilo Alexandria.
Thánh Minh và Thánh Chiểu Tử Đạo Việt Nam. Ngày 26 tháng 6, Thánh Pelagio. Vị Thánh Tử Đạo trẻ tuổi gốc người Tây Ban Nha này sống vào thời những người Hồi giáo xứ Bắc Phi cai trị phần đất quê hương của Ngài. Quân Hồi giáo xông đánh những tín hữu Công giáo Tây Ban Nha. Khi người cậu của Pelagio phải bỏ Ngài ở lại để làm con tin trong thành Cordova, Pelagio lúc ấy mới chỉ lên 10 tuổi. Pelagio không được phép tự do đi đâu cho tới khi người cậu gửi cho Ngài những thứ mà bọn Hồi giáo yêu cầu. 3 năm trôi qua, và người Kitô hữu trẻ tuổi này vẫn bị cầm giữ như là một tù binh. Lúc này, Pelagio là một cậu bé 13 tuổi, bảnh trai và rất năng động. Dù nhiều anh bạn tù chung với mình có những hành vi xấu, nhưng Pelagio cũng không vì thế mà bắt chước họ. Thậm chí dù tuổi còn nhỏ, nhưng Pelagio đã có một chí khí mạnh mẽ và biết cách giữ mình cho khỏi bị lây nhiễm những thói tục xấu xa ấy. Nhà lãnh đạo quân Hồi giáo nghe biết những phong cách đối xử tốt lành của Pelagio, ông đã cho gọi cậu bé. Pelagio trông thật bảnh trai và rất lịch thiệp. Ông tỏ lòng rộng rãi khoan dung muốn cho Pelagio ra khỏi tù. Rốt cuộc, Pelagio mới chỉ là một cậu nhỏ. Pelagio sẽ được thả tự do cộng thêm mấy bộ đồ tốt để mặc. Không những thế, Pelagio còn được nhận được vài chú ngựa quý để cưỡi, rồi tiền bạc nữa. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về Pelagio nếu như Pelagio chối bỏ đức tin và trở nên một tín đồ Hồi giáo như những người đã bắt giam cậu. Cậu bé trả lời một cách cương quyết và dứt khoát: tất cả những thứ mà ông ban tặng đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Và cậu nhấn mạnh: tôi đã là một Kitô hữu, hiện tôi đang là Kitô hữu và tôi sẽ tiếp tục là Kitô hữu. Nhà lãnh đạo hết sức ngạc nhiên, tức giận. Ông thay đổi phương sách của mình, ngăn đe nạt, nạt nộ thay vì hứa hẹn dụ dỗ, hù dọa. Nhưng kết cục không ăn thua gì hết. Cậu Pelagio, 13 tuổi, đã tử vì đạo năm 925. Thưa anh chị em và các bạn, nếu không có ơn Chúa, một cậu bé 13 tuổi làm được như vậy không? Không. Nhưng mà ơn Chúa cần sự cộng tác của con người, là Pelagio được lớn lên trong một gia đình, rồi qua những thử thách bị giam cầm vì bị người Hồi giáo bắt, rồi phải đi chuộc lại. Mà chưa có chuộc thực thì không có được thả. Bây giờ muốn được thả thì chỉ có một cách duy nhất là chối bỏ đức tin của mình. Không những là được thả tự do mà còn được quần áo đẹp, được đồ chơi, được tiền bạc, được đủ mọi thứ. Chúng ta những người lớn hoặc bạn trẻ, bây giờ người ta đưa những thứ đó, người ta dụ mình phạm tội không? Phạm thôi. Mua bán xì ke lợi nhuận gấp trăm lần, rồi tham nhũng hối lộ, rồi làm những điều phạm pháp mà có nhiều tiền, làm thôi. Người ta chẳng bảo mình bỏ đạo Công giáo để cải đạo sang Hồi giáo như Pelagio. Anh cứ là Công giáo đi. Nhưng mà người Công giáo phạm tội, người Công giáo còn tệ hơn là những người không Công giáo. Cái đó còn đáng sợ hơn. Thà rằng họ cấm đạo, rõ ràng ranh giới một
là theo đạo thì chết, hay là chối đạo thì được sống, nó dễ. Còn bây giờ chẳng ai cấm, chẳng ai đe dọa gì cả. Nhưng mà bao nhiêu cái lợi nhuận, bao nhiêu cái cám dỗ nó trước mắt mình, mình chỉ có lựa chọn, một là sống tốt, hai là không tốt. Sống tốt thì thật thà, thua thiệt. Sống không tốt thì lươn lẹo, lên lương. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Vậy thôi. Mình bị lựa chọn, hoặc là được lựa chọn, chẳng ai ép. Cái đó nó còn khó chiến đấu hơn là đe dọa. Đúng không ạ? Anh không có bỏ đạo là tôi đánh anh một trận. Đánh đi, đánh đi, tôi không bỏ đạo, nó dễ. Tôi chả bắt anh bỏ đạo. Anh cứ giữ cái đạo của anh ấy đi. Nhưng mà nó chỉ còn là hình thức mà thôi. Anh đeo thánh giá to lắm. Thánh giá anh bằng gì? Bằng đồng. Tôi cho thánh giá bằng vàng thật, bằng kim cương. Với điều kiện là anh làm cho tôi một số điều này, điều này, điều này. Đâu ai biết đâu, các em. Và anh có thánh giá bằng vàng anh đeo. Tôi không bắt anh đạp lên cây thánh giá, mà tôi cho anh đeo cây thánh giá, mà cây thánh giá mua bằng máu của biết bao nhiêu người. Cây thánh giá phạm pháp. Cây thánh giá bằng vàng anh túng thì cứ đem bán đi, rồi đổi lấy thánh giá bằng đồng mà đeo lại đấu sao. Cái đó mới đáng sợ, phải không? Cái đó mới đáng sợ. Anh đang cần xây cái đài, phải không? Đài Đức Mẹ. Tôi cho anh tiền xây cái đài Đức Mẹ, mà cái tiền đó là tiền bẩn. Lấy không? Lấy không? Căng này nha. Căng này nha. Anh đang muốn làm cái tháp chuông cao. Được. Mỗi với điều kiện là anh giải quyết hôn phối cho con tôi. Giấy tờ nó không có, không đầy đủ. Xin mời anh cứ giải quyết đi, đâu có sao đâu. Thấy chưa? Cái công vụ đó mới cái đang sợ chứ. Cho bây giờ mình cứ phải xách cái giỏ đi, hết nhà này nhà kia gõ cửa để được đủ tiền để sửa lại nhà thờ. Không cần, anh cứ ở nhà. Ký cho tôi một cái giấy chứng nhận làm đám cưới cho con tôi, rửa tội cho cháu tôi, nó không đủ điều kiện. Có ai biết đâu. Rồi khỏi phải đi sóc tiền, khỏi đi sóc giỏ, khỏi đi ăn mày gõ cửa người ta mà có tiền xây nhà thờ làm ông. Gật đầu, thấy chưa? Cái đó mới là cái đáng sợ. Cái sự gật đầu mãi thôi. Tập lắc đầu, tập nói no. Say no, tập nói không đi. Tập nói không đi. Giờ chị làm ngày cày được bao nhiêu? Hả? Làm công nhân cày chân chính tháng 10 triệu. Đêm nay đi 100 triệu đi không? Đi! Trời ơi, nó trả lời nhanh quá. Cứ 100 triệu là biết đi đâu rồi đấy. Một đêm mà 100 triệu là biết đi đâu rồi, đi liền. Mai mình vẫn đi lễ. Thấy chưa? Rồi mai mình còn may cho ca đoàn mỗi đứa cái áo dài nữa. Thấy chưa? Ai biết gì? Họ cứ gặp mình là cứ khen rối rít lên đại ân nhân với lại thường mạnh thường quân. Họ đâu biết rằng cái áo đó may bởi cái giá mình phải trả là cái xác thịt của mình. Đâu có ai biết, họ cứ tung hô thôi. Cái đó tôi thấy là bây giờ mà họ cấm đạo làm kiểu đó mới là hay. Chứ còn kiểu mà kìm kẹp rồi kiểu mà đe dọa như kiểu này thôi, mà thôi. Người ta cương quyết liền, thấy không? Cứ để cho anh giữ đạo, nhưng mà giữ đạo theo kiểu của tôi. Bên ngoài mọi người vẫn thấy là đạo đức tốt đấy chứ. Thấy chứ? Kinh không? Đó mới là cái tinh vi. Bên ngoài vẫn rầm rộ, thánh giá treo to, không bắt đạp. Nhưng mà thánh giá ấy đã biến chất rồi. Thấy chưa? Anh đeo thánh giá tôi cho bằng kim cương luôn. Anh hãnh diện đi đâu? Hãnh diện đi đâu? Thánh giá. Mà cái đó mới là cái chết. Cái đó anh làm ố danh sự đạo. Nó còn ghê gớm hơn là anh
phản đạo, mình bỏ đạo. Chỉ cá nhân anh thôi. Còn đây anh làm cho mọi người nhìn vào đó mà không ai muốn theo đạo nữa, cái đó mới tinh vi hơn. Còn đây làm như vậy này, nó chặt đầu thì chặt đầu, nó không bỏ đạo, cái là mọi người thấy rằng đạo là tốt quá. Vì nếu không tốt anh đâu bỏ hy sinh mạng sống của anh ấy đâu. Thấy chưa? Cái đó là đúng là lầm chứng. Nhưng mà bây giờ tôi cấm đạo, tôi tinh vi hơn, tôi không có đe dọa kiểu đó. Cứ cho anh theo đạo, nhưng mà theo đạo theo kiểu của tôi. Và mọi người nhìn vào ta sẽ lắc đầu, đạo gì mà kỳ quá. Đó là nó phá đạo từ bên trong phá ra, ghê gớm hơn nhiều. Còn ra lại tất cả những người mà công giáo thì phải thế này thế kia, mà những người công giáo họ vẫn cương quyết, thì những người khác họ nhìn vào họ sẽ thấy đúng đây là đạo thật. Đúng là máu từ đạo sinh đạo. Người ta nhìn vào gương nghĩa từ đạo đó, người ta bước ra pháp trường, bước ra pháp trường. Người trước bước, người sau bước trước, người sau bước sau, cứ vậy mà bước. Chặt đầu phục bước, chặt đầu phục bước, cứ vậy mà bước. Máu anh hùng từ đạo luân chuyển trong khí huyết của mỗi người chúng ta. Còn đây không hề, không hề, cứ giữ đạo đi, nhưng mà theo kiểu của tôi. Đó mới cái chết. Buôn thần bán thánh, mua quan bán chức, đó mới là cái chết. Thay vì cấm không cho người ta chịu chức thì người ta càng muốn đi tu. Bây giờ cho thằng nào cũng cho chịu chức hết, học đến nửa trường cũng cho chịu chức luôn. Thằng nào càng dốt, càng ham tiền, càng cho lên chức lớn. Thấy chưa? Có nó chết hơn không? Chết hơn nhiều. Khiếp quá ông trời lòng này, kinh quá. Đây tinh vi hơn nhiều chứ phải không thưa anh chị em? Xin Chúa lòng thương xót cho mình từ đạo ngày hôm nay, bằng việc là cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Dù người ta chê, người ta cười, người ta cấm, người ta chống, người ta nói gì thì nói, vẫn cứ một mực bước đi trong thương xót, bước đi trong thương xót, bước đi trong thương xót. Ngày 27 tháng 6, Thánh Cyrilo Alexandria. Thánh Cyrilo sinh tại Alexandria, nước Ai Cập vào năm 370. Người cậu của Cyrilo, Teofilo, là thượng phụ giáo chủ, hay còn gọi là tổng giám mục. Cậu ngài là người có khả năng, nhưng tính tình dễ bực tức và đôi lúc cứng cỏi đến bướng bỉnh. Hắn là người cậu đã không thể biết trước được, cũng như chúng ta, rằng Gioan Kim Khẩu thời danh một ngày kia sẽ là thánh. Không biết được. Cho nên Đức Tổng Giám Mục Teofilo có trách nhiệm về việc trục xuất Gioan Kim Khẩu khỏi xứ sở vào năm 403. Nhưng nhà vua lại đưa vị danh giám mục danh tiếng trở về Tổng Giáo Phận Constantinople của ngài. Dường như Cyrilo cũng bị ảnh hưởng bởi thành kiến của người cậu về Đức Giám Mục Gioan, và Cyrilo tán thành việc trục xuất này. Năm 412, khi người cậu qua đời, Cyrilo lên kế vị chức Tổng Giám Mục. Cyrilo có một lòng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội. Trong thời buổi rối ren lộn xộn, chính Thánh Cyrilo là người can đảm luôn rao giảng những điều mà giáo hội truyền dạy. Thánh Cyrilo sống chân thực, cởi mở và giản dị. Thánh nhân không tìm kiếm danh vọng hay địa vị nào. Tuy nhiên, đôi lúc Cyrilo cũng tỏ ra bốc đồng và rất cứng cỏi. Thánh nhân muốn diễn tả những chân lý của giáo hội qua việc giảng dạy và viết lách của mình, và ngài đã thực hiện. Nhưng khi nóng giận, những điều Cyrilo nói thật không luôn luôn dễ hiểu chút nào. Dĩ nhiên Cyrilo chẳng quan tâm đến việc nói năng cách dịu dàng, nên đôi lúc ngài cũng thốt ra những lời giận dữ. Điều này đã làm cho Cyrilo cảm thấy sầu khổ. Tuy nhiên, các tín hữu biết ơn và vẫn cảm thấy rất dễ chịu vì nhiều đức tính quý báu của ngài. Chẳng hạn,
Cyrilô đã can đảm đứng ra bảo vệ giáo hội và các điều giáo hội truyền dạy phải tin. Thánh Cyrilô là vị đại diện của Đức Thánh Cha Celestino thứ nhất tại Công đồng Trung Ephesus năm 431. Đây là hội nghị giáo hội chính thức của trên 200 giám mục. Các vị phải suy cứu những giáo huấn của một linh mục tên là Nestorio. Công đồng cắt nghĩa rõ ràng là Nestorio đã sai lầm về một số chân lý quan trọng buộc giáo hữu phải tin. Đức Thánh Cha cho Nestorio 10 ngày để xác quyết là ông sẽ không tiếp tục giảng dạy những ý tưởng sai lầm của ông nữa. Nhưng Nestorio ngoan cố không chịu nhượng bộ. Công đồng đã giải thích cho cộng đoàn dân Chúa hiểu rằng không thể chấp nhận những ý niệm sai lầm ấy. Các giám mục đã cắt nghĩa rất sáng sủa và minh bạch, đến nỗi những giáo huấn sai lầm này về sau đã không trở thành những hiểm họa nghiêm trọng. Dân chúng rất biết ơn Thánh Cyrilô Alexandria là người đã chủ tọa những buổi hội thảo của công đồng. Nestorio âm thầm trở về đan viện của ông và chấm dứt việc làm cho dân chúng hoang mang lo lắng. Còn Cyrilô thì trở về tòa tổng giám mục và tích cực làm việc phục vụ giáo hội cho tới khi qua đời năm 444. Tới năm 1883, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã tôn phong Thánh Cyrilô Alexandria làm tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, các thánh cũng là những người có những khiếm khuyết, có những sai, nhưng mà quan trọng là cố gắng để mà sửa. Đâu ai biết là Gioan Kim Khẩu sau này đã là thánh, cho nên đã trục xuất Gioan Kim Khẩu, và Thánh Cyrilô cũng là người tiếp tay trong việc này. Chẳng hạn, rồi Cyrilô dù là cuộc sống chân thực, cởi mở, giản dị, không tìm kiếm danh vọng, nhưng lại bốc đồng và cứng cỏi, đôi lúc lại buông lời giận dữ, nóng giận. Cyrilô thấy và biết điều đó, sầu khổ quá, mình không kiềm chế được cái nóng giận của mình. Nhưng mà người dân hay ở chỗ là vẫn cảm thấy quý mến Cyrilô vì thấy được nhiều điều tốt đẹp nơi Cyrilô hơn là chỉ có một tính hay nóng của Cyrilô, không kiềm chế được. Còn chúng ta thì ngược lại, người ta tốt biết bao nhiêu nhưng mà chỉ có một cái khiếm khuyết, một cái sai lầm, một cái lỗi lầm là mình chỉ cứ ghim vào cái đó mà kết án, mà loại trừ người anh em của mình. Ai không có sai lầm? Các thánh cũng có sai lầm vậy. Trừ Chúa Giêsu, trừ Thiên Chúa là đấng thánh thiện, không biết phạm tội, không biết sai lầm là gì. Còn chúng ta là người thì nhân vô thập toàn đều có thể có sai lầm. Các thánh cũng thế thôi. Nhưng mà đã nhận biết sai lầm của mình, cố gắng sửa, nhưng mà đâu phải một sớm một chiều mà sửa được. Không phải là ngoan cố, nhưng đó là cái thử thách, cái thách đố mà Chúa cho mỗi vị thánh đều có những cái khó khăn mình phải vượt qua bởi những cái sai lỗi của mình, những cái tính không hay, không tốt, không đẹp của mình. Chúng ta cứ chỉ nhìn vào một vài cái sai sót đó như là một tấm vải trắng có một chấm đen. Bạn nhìn vào chấm đen hay nhìn vào tấm vải trắng? Sao mà lại có cái chấm đen thế kia kìa? Kỳ quá đấy. Bắt phải bỏ cái chấm đen đó mà không nhìn cả cái tấm vải trắng. Bao nhiêu điều tốt lành người ta làm không nhận, mà người ta có thể có một vài cái sai sót là cứ ghim vào cái đó, rồi kết án, rồi loại trừ, rồi có thành kiến với người ta, không cho người ta ngóc đầu lên. Là sao? Tại sao không nhìn vào biết bao nhiêu cái điều tốt người ta đã và đang làm? Thiên Chúa thì ngược lại, dù tội lỗi của con có thế nào đi chăng nữa, có bằng cả thiên hạ cộng lại thì cũng không sánh vào lòng thương xót của ta. Tội của con ta đã ném xuống biển, lỗi của ta ta đạp dưới chân rồi. Hãy mặc áo vào, con ta đã chết và đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy. Con chiên lạc này
không, thay vì mày đi lạc thì mày chết với tao, đẹp về đây mó lên, thì lại vác nó lên vai, ấm nó, ôm nó, bồng nó. Ui, cái đồng bạc thì trong cái góc xó thì còn đồng bạc cái nghĩa lý gì, còn bao nhiêu tiền đây này. Không, chui vào gầm bàn, chui vào gầm giường, quét moi móc cho đến khi tìm được đồng bạc mất vàng. Anh em hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm được đồng bạc mất, mà ăn mừng mất cả 100 đồng vì tìm được 1 đồng. Cho nên mỗi một người chúng ta đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, cho dù người ta có coi mình như thế nào, có đánh giá mình như thế nào, có hạ giá mình như thế nào, có kết án mình như thế nào, vì một vài cái sai lầm của mình đối với Thiên Chúa không là gì hết. Lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta trở về Việt Nam và gặp gỡ hai vị thánh từ đạo Việt Nam, đó là Thánh Đa Minh Minh và Francisco Triểu, giám mục và thầy giảng từ đạo. Đa Minh Minh tên thật là Henares, người Tây Ban Nha, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Bin, giáo phận Cordoba. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước nguyện dâng mình cho Chúa. Năm lên 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh ở tỉnh Granada, và 2 năm sau thì được tuyên khấn và theo học triết học. Trong thời gian này, thầy Đa Minh được Chúa soi sáng thúc giục nên xin đi truyền giáo ở Việt Nam qua lời cổ động khẩn thiết của Đức Cha Bê La Khâm, địa phận Đông Đà Ngoài. Đã 15 năm, địa phận chưa nhận thêm được một thừa sai nào cả. Thế là vào ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy được gửi tới Philippines cùng với một nhóm tu sĩ trẻ để tiếp tục thần học. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy thụ phong linh mục và được sai đi truyền giáo tại miền Bắc. Nhận thấy cha Đa Minh tài giỏi đạo đức, bề trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Tri Tiên Chu. Giám đốc chủng viện Tiên Chu và ít lâu sau được bầu làm cha chính địa phận. Từ năm 1798, giữa cơn bách hại của vua Cảnh Thịnh, cha lãnh trách nhiệm làm bề trên phụ tỉnh các cha dòng Đa Minh Việt Nam. Và ngày 9 tháng 9 năm 1800, Đức Thánh Cha Pio thứ 7 đã chọn cha làm giám mục phó với quyền kế vị Đức Cha Delgado Y. Nhưng tình hình Việt Nam căng thẳng, 2 năm sau sắc phong mới tới sứ truyền giáo. Đức Cha Minh càng sống khiêm tốn, thánh thiện, bác ái, nhiệt thành với sứ vụ rao giảng tin mừng. Ngài thường xuyên viếng thăm, dạy dỗ, khuyến khích giáo dân giữ vững đức tin trong cơn thử thách ở các sứ đạo, nhất là những sứ đạo xa xôi hẻo lánh. Linh mục Hemojila Vọng đã nói, Ngài là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là một tử nhiệt tâm không biết mỏi mệt vì ơn cứu rỗi các linh hồn, và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách vụ đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng. Ngài có lòng đạo đức trỗi vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng. Ngài cũng siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống tinh thần của nghèo khó tin mừng thật sự và như là một người cha hiền dịu. Ngài quảng đại với những người xấu số, đó là những nhân đức chính mà Ngài luôn nêu gương. Ngài được một thầy giảng phụ rất đắc lực, đó là thầy Francisco Đỗ Văn Triểu. Francisco Triểu sinh năm 1764 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Lớn lên, cậu xin tu học làm thầy giảng. Vì thấy thầy nhân đức, Đức Cha Minh đã chọn thầy giúp việc cho Ngài. Từ đó thầy luôn sống gần gũi bên Đức Cha,
tận tình giúp đỡ Ngài trong mọi công việc mục vụ, trung thành gắn bó trong suốt cơn thử thách bách hại, và sau cùng đã được lãnh triều thiên từ đạo với Ngài. Lúc đó, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao. Người công giáo muốn giữ đạo phải lén lút trốn tránh, nhất là các vị chủ chăn phải ẩn náu rày đây mai đó, để an ủi khích lệ giáo hữu, đồng thời ban bí tích cho họ. Đức Trần Minh và thầy triều đang ở Tiên Chu, phải đi ẩn lánh tại Kiên Lao. Mặc dù Đức Cha rất mong mỏi được phúc từ đạo để làm chứng cho Chúa, nhưng Ngài không dám liều lĩnh theo ý mình mà muốn làm đúng theo ý Chúa. Khi người ta bách hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Ngài trốn lánh không phải là vì nhát đảm sợ chết, nhưng mà vì lợi ích đoàn chiên Chúa đã giao phú cho Ngài chăm sóc. Ngày 27 tháng 5 năm 1838, vì có người tố giác, quan tổng đốc Nam Định kéo quân đến vây làng Kiên Lao, bắt được Đức Cha Y, còn Đức Cha Minh và thầy triều may mắn trốn thoát ra bờ sông, xuống thuyền đi Hải Dương. Song một ngư phủ ngoại giáo đã nhận ra các ngài, họ đi tố cáo với các quan, cho nên các ngài bị bắt giải về Nam Định và bị tống giam vào ngục. Ở đây, các ngài phải chịu nhiều hình khổ đau đớn, cổ mang gông, tay chân xiềng xích, nhiều lần bị tra tấn đánh đập, bị bược buộc bước qua thánh giá. Nhưng các ngài vẫn luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Khi quan hỏi Đức Cha là người nước nào, sao đến đây rao giảng tà đạo, Ngài dõng dạc trả lời: tôi là người Tây Ban Nha, tôi muốn đem hạnh phúc thật đến cho người Việt Nam. Tôi đến giảng đạo chân chính là đạo Đức Chúa Trời. Ai thờ phượng kính mến người thì được hưởng phước đời đời. Thấy không lay chuyển nổi niềm tin kiên vững bất khuất của Đức Cha và thầy triều, quan buộc lòng kết án trảm quyết và đệ trình lên vua. Khi quan tòa đòi Đức Cha ký vào bản án đã viết sẵn, Ngài yêu cầu cho nghe trước rồi mới ký. Khi nghe đọc hai chữ tà đạo thì Ngài ngắt ngang: xin quan sửa lại chữ đó là đạo Đức Chúa Trời, chứ không phải tà đạo. Quan đồng ý và sửa lại. Khi đọc đến câu lừa đảo và ngu dân, Đức Cha lại nói: không đúng, chúng tôi không lừa đảo ai cả. Chúng tôi đến đây chỉ để giảng đạo chân chính, chứ không làm ngu người dân. Đức Cha không chịu ký cho đến khi quan chịu sửa bản văn lại. Ngày 12 tháng 6, bản văn được gửi về Kinh Đô. Vua Minh Mạng phê y án và gửi tới Nam Định ngày 25 tháng 6 năm 1838. Sáng hôm sau, quân lính dẫn Đức Cha Minh và thầy triều ra pháp trường Bảy Mẫu. Các ngài hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Tại pháp trường, Đức Cha Minh muốn chứng kiến cái chết anh dũng của môn đệ mình, nên xin quan xử trảm thầy triều trước. Sau đó, ngài nghiêng mình cho Lý Hình thi hành phận sự. Thi hài Đức Cha được an táng tại pháp trường. Nửa tháng sau, các tín hữu cải về Lục Thủy. Đầu của Ngài bị treo ở cổng thành 3 ngày, rồi bị ném xuống sông Vị Hoàng. Vài ngày sau, một dân trại công giáo may mắn vớt được các tín hữu đưa về an táng chung với thi hài. Về sau khi ngưng bách hại, họ long trọng rước hài cốt Đức Cha về tòa giám mục Bùi Chu. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho các ngài. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên hàng hiển thánh. Amen. Cho một đời tin thác trong tay Ngài.
như người con hoang đàng nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Nay con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa. Nay con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa.